Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Fosca, trung tâm mua bán xe ô tô đã qua sử dụng, và mình là Ngọc Mai. Hôm nay Mai lại tiếp tục lên sóng cho các anh chị một chiếc xe 7 chỗ phân khúc MPV đa dụng cực kỳ rộng rãi và nhiều khách hàng săn đón luôn. Đây là Kia Sedona đời 2020 các anh chị nhé. Xe này phiên bản máy dầu full đặc biệt, full option rồi. Và xe này thì phải nói là chiếc xe cực kỳ mới, cực kỳ cứng, cực kỳ đẹp luôn. Vì với tài chính các anh chị khoảng tầm 350 hơn thôi là các anh chị đã có thể sở hữu xe này rồi. Đó, xe biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn, nước sơn màu đỏ. Hiện tại là bên Mai đang có hai xe, một xe màu đỏ tươi này và một chiếc xe màu đỏ đô. Các anh chị nếu mà thích cái màu trầm hơn thì mình có thể lấy xe màu đỏ đô kia ha, với giá chưa tới 1 tỷ các anh chị nha. Đây vỏ lớp ga gió còn sâu nè, vỏ nè, Michelin đàng hoàng các anh chị ha, có cảm biến áp suất lớp cho mình luôn, mâm không chảy xước nè. Đăng kiểm xe này được đóng full cho các anh chị đến tháng 9 của 2023. Và hiện tại thì đăng kiểm cũng dài hạn hơn rồi, nên đợt tới các anh chị đi đăng kiểm thì cũng vô tư luôn nha. Phía bên hông xe không trầy xước, có dán phim, về mưa có cảnh báo điểm mù cho mình trên này luôn. Xem sơ qua phần keo chỉ cửa và ốc cửa giúp Mai. Keo chỉ ốc ép nguyên zin nè. Đó, sơn phết đầy đủ ha. Xe bên Mai toàn bộ cam kết cho các anh chị là không tai nạn, không ngập nước, không đầy tô động cơ số 3 test hãng, nên các anh chị mình yên tâm. Ở dòng này thì trang bị option rất nhiều, từ đầu DVD, dàn lạnh, 3 vùng độc lập, cửa sổ trời. Và con này thì ghế phụ chỉnh điện, ghế lái chỉnh điện và nhớ ghế hai vị trí luôn các anh chị nhé. Cửa lù điện hai bên, đầy đủ quá ha. Các anh chị mình nếu mà đi gia đình mà kiểu đông người hay đi xa, đi du lịch, đi Đà Lạt thì phải lấy ngay xe này. Đây, lý do nó nằm ở ngay trong này, cốp cực kỳ rộng ha. Có camera lùi, kệ miếng lùi đầy đủ cho mình luôn các anh chị nha. Đó, cốp thì cốp điện, cấp điện luôn các anh chị, gầm bệ còn sáng đẹp nè. Đây, phía bên trong này phải xem cái này nè các anh chị. Khi mà mình đi full ngồi lẫy ghế lên luôn thì các anh chị thấy ở phía dưới này cái cốp nó sâu hõm xuống một khúc, thì vô tư khoảng tầm 4, 5, 6 cái vali vô tư luôn ha. Và phía này bộ dụng cụ sửa chữa thì xếp gọn bên đây. Đó, rồi phần nhựa nè, phần da ghế nè còn rất là mới nha. Xe thì nhiều tính năng, nhiều option rồi. Quan trọng là về độ mới của xe thôi nha. Dòng này chắc cũng quá quen thuộc với các anh chị rồi ha. Máy dầu thì tiêu hao nhiên liệu nó lăn quanh khoảng 8 lít các anh chị nha. Phía bên này cửa lùa điện nè. Đó, rất là nhẹ nhàng. Ê, hai cái ghế hai bên phía trước này là dành cho chủ tịch luôn. Đó, rộng rãi các anh chị nha. Có cửa sổ trời riêng cho hàng ghế sau, có dàn điện, có dàn lạnh riêng cho hàng ghế sau, có những cái hộc cục sạc, ổ điện này kia là riêng hết các anh chị nha. Rất là thoải mái luôn. Đây, ghế lái chỉnh điện, nhớ ghế hai vị trí, chìa khóa thông minh, có đề nổ từ xa luôn. Đó, nhẹ nhàng. Xe đi được 26.872 km, full lịch sử bảo dưỡng hãng nha. Đó, anh chị nên yên tâm về chất lượng xe. Phía trên này có cruise control, đàm thoại rảnh tay, phần vô lăng còn mới luôn. Đó, da nè, phối ốp gỗ nè. Đây, cảm biến áp suất lên sẵn luôn, có thảm táp lô, phần táp lô còn mới nè. Màn hình này zin theo xe, kết nối được Bluetooth, Apple CarPlay và Android Auto. Trên này dàn lạnh hai vùng riêng, sấy ghế, sấy sưởi vô lăng, phanh tay điện tử Auto Hold, sạc không dây chuẩn WiEye nhé. Đây, phía trên này cửa sổ trời. Đó, hai cái cửa sổ trời, mở một chạm hết nha. Rồi, đóng cũng một chạm luôn. Ra phía trước mình sẽ kiểm tra cho các anh chị phần động cơ. Sedona thì hiện tại bên Mai có tận 3 xe. Ngoài ra thì Mai có một chiếc đời 2018 với giá chỉ có khoảng hơn 800. Màu vàng ghi ha. Anh chị nào mà thích Sedona 2018 giá mềm mềm thì lấy xe đó cũng được. Xe 7 chỗ thì bên Mai còn nhiều lắm. Xpander nè, Fortuner máy dầu số tự động 2022 nè, rồi Santa Fe 2021 nè. Đó, anh chị nào mà đang tìm một chiếc xe 7 chỗ như thế nào thì có thể đăng ký theo dõi kênh của Mai, lướt xuống bên dưới để xem thêm nhiều video xe nữa nhé. Các anh chị ở xa mà ưng xe này có thể chốt giá đặt cọc cho Mai khoảng 20 triệu mới giao xe về tận nha. Mình đi test hãng thoải mái, xe đúng bên Mai cam kết nè, không tai nạn, không ngập nước thì mình mới nhận xe, thanh toán phần tiền còn lại, ký mua bán ký quyền gần nhà các anh chị mình luôn, không cần phải đi đâu hết nhé. Rồi, anh chị nào mà ưng xe này thì chốt giá đặt cọc đi, Mai giữ xe cho mình. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi đến hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo.